Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 31 tháng 7 năm 2022 á. Em có về mấy dòng điện thoại cấu hình cao, Android cao, iPhone, Samsung, iPhone 13 Pro Max, 12 Pro Max, hàng sách tay của Singapore, iPhone 7, iPhone 6, Mi, Vivo, Samsung, Redmi và mấy cái dòng điện thoại khác. Bây giờ em sẽ vô test máy báo giá từ các điện thoại của bác anh chị ưng cái nào, chốt liên hệ với em số điện thoại 0388 792 574. Em ship code ship toàn quốc nha. Bây giờ em sẽ vô test máy 12 Pro Max, 13 Pro Max, chúc em review sau nha. Bây giờ em sẽ review mấy cái dòng máy rẻ tiền trước nha, rồi từ từ mới tới cấu hình cao. Rồi G7 RIM em có 3 cây nha, màu vàng đồng. Thí An bán là Samsung chính hãng nha cả nhà. G7 RIM RAM 3 32GB, học online được, máy cũng đẹp trên 80% nha, tình trạng là không ám ố gì nha cả nhà. G7 RIM RAM 3 32GB, em test cảm ứng cho khách nè, vô cấu hình cài đặt G7 RIM để coi Android nó mấy chấm nha. Android 8.1, máy màu vàng đồng, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ, máy đẹp trên 80% nha cả nhà. Khách nào thường xem kênh em thì biết nha, đa phần em nhập máy là máy phải đẹp trên 80%. 1.050.000 nha cả nhà. G7 RIM 1.050.000, em có 3 cây nha, 1 cây là 1.050.000. Khách nào có nhu cầu xem hình thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình. 1.050.000 G7 RIM, 3 cây đều màu vàng đồng hết, RAM 3 32GB, Android 8.0, học online được, chơi game được luôn nha, máy đẹp trên 80%. Rồi 1.050.000. Rồi tiếp theo cây này là G4 Core nha, mặt sau thì không bằng mặt trước có dán nha, dán cường lực là mặt kính trước không bị trầy suốt nha, là máy đẹp luôn nha, có mặt sau thì nó xấu theo thời gian. Cây này RAM 2 16GB, màn hình nó là 6 inch nha, Android 8.0, máy màu đen, G4 Core. Rồi giá 950.000 nha cả nhà, G4 Core giá 990.000 nha, RAM 2 16GB, mặt kính trước còn dán ngủ không trầy suốt nha, Android cũng 8.0 luôn. Rồi 950.000. Rồi G4 cộng nha, G4 cộng RAM 2 16GB luôn, Android 9.0, máy màu đen, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Để em test chuông âm lượng cho khách luôn. Rồi 850.000 nha, màn hình 5.5 nha cả nhà. Thí An bán là Samsung chính hãng, màn hình RIM nha. Rồi tiếp theo cây này là RAM 3 32GB, máy cũng đẹp trên 80% luôn, A5 2017, dư sạc tay C, máy màu vàng đồng nha, màn hình 5 inch, Android 9.0 nha cả nhà. Máy cũng đẹp trên 80% luôn, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn. Để em test camera cho khách luôn, máy này nhỏ gọn, bỏ túi gọn luôn. Đó, camera rất là sáng nha, không cho phép camera trước camera sau. Ok. Rồi 1.100.000 nha, 1.100.000, A5 2017, 1.100.000. Rồi tiếp theo nay em có về nay em hơi trang tí hơn cả nhà, 13 Pro Max. Rồi 12 Pro Max, 12 Pro Max em có 2, 4, 6 cây nha, hiện tại em có 6 cây, 2 cây màu trắng, 2 cây màu xanh đen, 2 cây màu rêu. Nói chung tình trạng máy như nhau, tại vì máy này về nhiều quá em không thể nào test hết tất cả các máy cho cô bác anh chị nha, cho nên cô bác anh chị nào muốn xem hình thì cứ kết bạn Zalo nè, camera rất là sáng nha, các bạn Zalo đi, em gửi hình cho cô bác anh chị nha, coi từng chi tiết của máy luôn.
iPhone thì phải đẹp trên 80% nhân 90% luôn nha. 12 Pro Max 2 triệu nha. Cái này cũng vậy, không trầy suốt luôn nha. Đa phần em nhập hàng là vậy đó. Tại vì Lâm như em ship hàng tới máy xấu cũng không nhận hàng, mất công bơm hàng lắm, cho nên phải nhập máy đẹp. Rồi 12 Pro Max là giá 2 triệu nha. Hàng sách tay của Singapore nha cả nhà. Cái này cũng vậy. Rồi tiếp theo A7 nha. A7 em mới nhập. Hôm nay A7 là em cháy hàng, em hết hàng luôn. A7 là RAM 4 64GB. A7 RAM 4 64GB. A7 2017 nha. RAM 4 64GB. Pin nó là 3300 nha. Android là 10 chấm. Em có hai cây màu xanh đen, một cây vàng đồng. Cây vàng đồng nè, có dán mũ em không lột ra, khách nào mua về lột để trầy. Rồi, đồng giá luôn 1.900.000 một cây nha. Android 10 chấm 1.900.000 một cây luôn. A7 2018. RAM 464GB. Rồi giá 1.900.000. Màu xanh này cũng vậy luôn nha cả nhà. Nó bị dơ thôi chứ tình trạng là không bị xấu nha, máy vẫn đẹp trên 80% nha. 1.900.000 nha cả nhà. 1.500.000. Đẹp nè. Tiếp theo. Cây này là vô cấu hình cài đặt máy à. Cây này là Redmi A9 32GB, Android 10 chấm nha. Máy cũng được trên 80%, mặt kính trước và mặt sau. Giá 1.500.000 nha cả nhà. Redmi A9 1.500.000. Camera trước, camera sau 1.500.000. Màu xanh nước biển. Rồi tiếp theo. Cây này RAM 2 16GB, màn hình 5.5. Cây này đợi em tí, em hỏi cây dễ chữ gì. Rồi tiếp theo X6 nha. 6S em có 2 cây. Trong khi chờ đợi hỏi cái đó mẫu dễ gì, em review cây này X6. X6 nha. RAM 3 32GB, màn hình 5 inch. Máy màu xanh luôn. Rồi giá 1.100.000 luôn nha cả nhà. 32GB 1.100.000. X6. Android 7 chấm nha. Màn hình 5 inch. Máy cũng đẹp trên 80%. Giá 1.100.000. 1.100.000 nha cả nhà. Màu xanh và màu trắng. Tiếp theo có về hai cây Vivo nha. Trước tiên review một cây này màu xanh đậm trước đi. RAM 3 32GB. Vivo RAM 3 32GB. Android 11 chấm nha. Giá 1.600.000. Cây này nó hơi bị xấu viền một tí nha cả nhà. Viền nó hơi xấu một tí. Nó được 80%, còn này trên 80%, mặt trước và mặt sau nha. Rồi 1.600.000. RAM 3 32GB. Rồi em vô coi Vivo gì em quên nữa. Vivo Y12X. Vivo Y12X năm 2021 nha. Rồi 1.600.000. Rồi cái Vivo này máy đẹp trên 80% nha. Vivo Y12X luôn. Máy này, cây này máy đẹp luôn. Năm 2022. Android 11 chấm. Hết cảm ứng cho khách luôn. Màn hình 6 chấm mấy nha cả nhà. Rồi, cây này màu xanh nhạt.
xanh nước biển nha. 1,7 triệu nha. Vivo này màu xanh nước biển nhạt 1,7 triệu. Rồi tiếp theo em có về một cây iPhone. Màu trắng bạc. Máy sạch không vướng tài khoản nha. iPhone 6S 64GB. Bao reset nha. Rồi cây này mất vân tay rồi. Rồi giá 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. iPhone 6S mất vân tay 64GB 1,4 triệu. Bao reset nha, màu trắng bạc. Rồi tiếp theo Apple. Dễ chịu dép nhỏ. Rồi cây này RAM 2 16GB. Màn hình cũng 5.5 Android 5 chấm nha. Apple A53M. Rồi 850.000 cho khách luôn nha. 850.000 màn hình 5.5 5.5 Apple A53M 850.000. Tiếp theo em có một cây iPhone 4 nha. 10.000. Rồi cây màn hình, cây này màn hình 5.7 5.8 gì nha cả nhà. Cây này 32GB nha. Samsung A8 Android 5 chấm, màn hình 5.6 5.7 nha. Máy cũng được trên 80% nè cả nhà, không trầy xước nhiều. Rồi 999.000 cho khách luôn. 999.000. A8 32GB 999.000, màu vàng đồng, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Rồi tiếp theo Apple nha. Apple A1K. Cây này là RAM 2 16GB. RAM 2 16GB nha, màu xanh đen. Để test cảm ứng cho khách luôn. Rồi 1,100.000 nha. A1K, Apple A1K, RAM 2 16GB, 1,100.000. Rồi tiếp theo cây này là hàng sách tay của Nhật nha. Hàng sách tay này là của Nhật. Cây này máy này rất là cầm pin nha cả nhà, máy đẹp nè. Cây này là RAM 2 16GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% luôn nha. Sách tay của Nhật, phiên bản là tiếng Anh. RAM 2 16GB nha, máy mạnh lắm nha cả nhà. Chuông loa tất cả các cái đều ok hết. 499.000 nha. Nhà camera rất là sáng nữa không? Sáng đẹp, 499.000 luôn. Hàng xách tay của Nhật luôn nha cả nhà. Xài cũng ok lắm nha. Để em test cảm ứng cho khách luôn. Rồi, hàng xách tay của Nhật 499.000, máy màu hồng, đẹp trên 80%. Apple F1S 32GB, RAM 3 32GB, Android 5 chấm, đây RAM 3 32GB, máy màu vàng đồng nha. Rồi giá 1 triệu. Apple F1S giá 1 triệu, màu vàng đồng. RAM 3 32GB, chơi game Liên Quân Free Fire được, học online được, máy mạnh nha cả nhà. Tình trạng máy là cũng được trên 80%, không ám mối gì hết. Rồi cây này là màn hình AMOLED R7 nha. Apple R7 RAM 2 16GB nè. Tình trạng máy là không ám mối gì hết luôn. Máy đẹp.
5216 yên. Android 5 chấm 16 GB. Màn hình AMOLED nha cả nhà. $599,000 nha. R7KF RAM 2 16 GB. 599,000 màn hình AMOLED. Máy đẹp trên 80%. Màu vàng đồng. Rồi, tiếp theo em có 3 cây nha. Rồi, tiếp theo A7. RAM 2 16 GB nha. Màn hình 5.5 luôn. Em có màu vàng đồng và màu trắng. Máy cũng được trên 80%. Mình là chuyên Samsung chính hãng nha. A700 Android 6 RAM 2 16 GB. Màu vàng đồng và màu trắng. Rồi 800,000 cho khách nha. Màn hình 5 inch 800,000. Có bác anh chị nào tranh thủ mua giùm em nha. Hôm nay là chỉ một ngày. Hôm nay là em xả hàng bán giá lai á, cho cô bác anh chị mừng là em được 10,000 người đăng ký kênh. Cho nên em để giá vốn mà cho cô bác anh chị luôn. Rồi em nhập máy khác em bán. Rồi 800,000 nha. 2700 màn hình 5 inch 120 16 GB, 800,000 cho khách luôn. Tiếp theo C7 thường. C700 RAM 2 16 GB. Màn hình 5.5. Máy màu vàng đồng nha. Em có 3 cây nha cả nhà. Tình trạng máy là cũng đẹp trên 80%. Xài Zalo, Facebook, YouTube được. Màn hình 5.5 luôn. Rồi 899,000 cho khách luôn. C700, còn gọi là C7 thường. Ba cây đồng giá luôn nha. 899,000. 32 GB. Nokia A3 Android 10 chấm. A3.1 Android 10 chấm. RAM 3 32 GB. 850,000 cho khách nha. 32 GB Nokia. Máy đẹp trên 80%. Màu đen. Huawei. Tiếp theo Z8. Samsung Z8. RAM 3 32 GB. Android 10 chấm. Máy màu vàng đồng và màu tím. $1,400,000 nha. G8 32 GB. $1,400,000. Xài 2 sim 1 thấy nhớ luôn. Tình trạng máy cũng đẹp trên 80% luôn. Màu xanh và màu đỏ. Để test chua âm lượng cho khách luôn. Rồi 1,300,000 nha. Rồi tiếp theo C4 cộng này cả nhà. Samsung C4 cộng RAM 2 16 GB. Em đang quay video trời mưa nha. Máy màu đỏ. RAM 2 16 GB. Màn hình 6 inch nha. Vô coi Android nó mấy chấm.
Android nó 10 chấm nha, tình trạng máy là đẹp trên 80%. Xịt 6 cộng, RAM 3 32GB. Rồi giá 1.400.000. 1.400.000 xịt 6 cộng. Rồi tiếp theo A6 cộng Xiaomi Redmi RAM 3 32GB G17. RAM 3 32GB. Giá 1.300.000. G17 nha. Rồi tiếp theo có cái Mi nha. Mi này cũng Mi Note 5 RAM 3 32GB. 1.300.000 cho khách luôn. Màu đen và màu xanh đồng giá luôn nha. Em bán đồng giá cho khách luôn, không dướng tài khoản Mi nha. Máy cũng được trên 80%. Mi Note 5 1.300.000. Màn hình gần 6 chấm luôn cả nhà. Chơi game liên quân chưa phay được nha, máy mạnh nha. Rồi 1.300.000. Rồi tiếp theo iPhone 12 Pro Max nha. Em có một cây iPhone 6. Còn vân tay máy sạch không dính tài khoản nha. Cây này 16GB. Giá 1.800.000. Bao reset luôn. Máy thì cũng được trên 80% nha. iPhone 6 lướt màu trắng bạc. Rồi giá 1.800.000, chính hãng nha. Rồi iPhone 5 năm thường 750.000. Khách nào thường xem kênh em thì biết nha, 750.000. Em còn ghi dốc cây A6. Cây A6 này RAM 3 32GB. Rồi Android nó mấy chấm nha. Android 9 chấm, RAM 3 32GB. Rồi 1.300.000 cho khách luôn. 1.300.000 A6. Cây này mắc tiền nhất trong dàn máy của em nha. Có tặng ốp lưng, hơi bụi tí. Có tặng cường lực nha, dán cường lực nha cả nhà. A52 Samsung A52. Thông tin Android 12 chấm, A52 Android 12 chấm. 3 camera, 4 camera luôn. 128 128GB nha cả nhà. Máy màu đen. Còn bảo hành nha. Bốn triệu hai trăm ngàn. Máy này còn bảo hành nha cả nhà. 128 128GB. Camera nè. Rồi giá 4.200.000. Rồi Redmi Redmi 3i 32GB. Redmi C3i 32GB Android 10 chấm, máy màu da đỏ. Tình trạng máy là mặt kính trước mặt sau không trầy xước nhiều. Rồi giá 1.400.000 cho khách luôn nha. 1.400.000 Redmi C3i 1.400.000, máy màu đỏ.
hơi tróc bò tí này cái nhà. Còn một túi sao không chạy nhiều nha, 1.400.000. A 30 ớt em còn có một cây nha, 5 4 6 4 gì, R 10 chấm máy màu xanh rồi, giá 2.200.000. A 30 ớt 2.200.000, 5 4 6 4 gì. Chưa sạc tay xe nha. Cây này A20 màu xanh, RAM 3 32 GB, 1.700.000 cho khách nha. Android 11.1, 1.700.000, 32 GB, A20 1.700.000. Redmi Note 7 RAM 32 GB. Mới nay em hơi khan tiếng nha. Redmi Note 7 RAM 3 32 GB, có tặng ớt bên trong, 1.550.000 nha. Chơi game liên quân chi phai đều được, 1.550.000 cho khách, màn hình gần 6 inch nha. Rồi tiếp theo, Samsung A30 RAM 3 32 GB, Android 10 chấm. Một 1.800.000 cho khách nha. Máy cũng được trên 80%, chưa sạc tay xe, 1.800.000. A10S màn hình giọt nước luôn, 5 3 32 GB, 11 chấm. Một 1.600.000 nha. 1.000.000, em nói là 1.550.000, 1.550.000 cho hết luôn. A10S. Rồi cái Shibaro RAM 2 16 GB, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha, 600k nha cả nhà. Rồi giá trả lời bởi email, màn hình 5 inch, Shibaro rồi, Android nó mấy chấm, Android nó 6 chấm nha. Rồi 600.000 cho khách, thích chuông âm lượng luôn, tình trạng máy là ok hết nha cả nhà. Chỉ duy nhất một like, hôm nay là ngày 28 tháng 7 nha, 28 tháng 7, em bán tri ân khách hàng đã thương em và ủng hộ kênh Thúy An 2 năm nay. Rồi Shibaro 600.000, RAM 2 16 GB, màn hình 5 inch màu vàng đồng. Em vô pin bộ nhớ cho khách luôn. Đây 16 GB này nha ngay nha. Có sao nói vậy nha. Rồi thế hàng bán điện thoại thứ nhất không kịp phụ kiện, thứ hai phí ship khách trả nha. Rồi 600.000 Shibaro. Z3 hiện em có Z3 nữa. Ba cây này không bị lưu ảnh nha. Cây này có dán, cũng xài Zalo, Facebook, YouTube được. Ba cây màu vàng đồng nè, camera rất là sáng nha cả nhà. Cho con em mình học online cũng được luôn.
chơi game nhẹ được. Máy đẹp trên 80% nha. C3 2016, màn hình 5 inch, Android nó 5 chấm nha. Xài máy vẫn còn mượt nha. Hello, Facebook, YouTube đều mượt hết. Màu vàng đồng 3 cây. Thế cảm ơn cho khách luôn. Chuông âm lượng luôn. Cây này cũng vậy luôn. Máy đa phần được trên 80%. Rồi 600.000 cho khách nha. 600.000 C3, 600.000 ba cây màu vàng đồng, đều 600.000 hết đồng giá nha cả nhà. Rồi tiếp theo A5 RAM 2 16GB. Em có 2 cây màu vàng đồng và màu trắng. RAM 2 16GB, xài Zalo, Facebook, YouTube được. Màn hình cũng 5 inch luôn. Chơi thông tin thiết bị A5 Android 6 chấm, 2 cây nha. Rồi 650.000 cho khách luôn. Ngày hôm nay là em bán giá hồ nghĩa cho các bác anh chị để ăn mừng giùm em, chia vui cùng em. Rồi RAM 2 16GB 650.000, A5 00, 16GB, tại Zalo, Facebook, YouTube bình thường hết nha cả nhà.